còn linh. Tại các chùa chiền ở đại lục, có chùa nào chịu nhận khách thập phương thì tăng lữ khắp mọi nơi đều có thể đăng ký vào ở. Còn có một loại am tự tu. Loại am miếu này là do một người nào đó tài trợ để xây cất. Có người thì xây cất một cái am tự mình tu hành, cũng có người thì tặng cho người tu hành khác tu. Loại am tu hành này không có người nào khác ở đây làm công đức, bởi vì nó là chùa tư nhân, không phải là do đại chúng cùng bỏ tiền ra xây. Bây giờ tôi kể lại một câu chuyện cho mọi người nghe. Câu chuyện này phát sinh tại một cái am tự tu. Viên ngoại rộng bố thí thay đổi cảnh bần cùng. Ngày xưa ở dưới quê có một người rất lương thiện, mọi người đều gọi ông ta là viên ngoại già. Người nhà trước một đời của ông viên ngoại già này có xây một ngôi chùa cúng dường người xuất gia ở đó tu hành, mãi đến đời này của ông. Cái am nhỏ tự tu này do vì trải qua thời gian lâu xa, gió thổi nắng phơi đến nỗi rách tả tơi rồi. Cũ rách rồi thì phải tu sửa lại, nếu không thì người tu đạo ở bên trong làm sao mà ở được. Nhưng vì ông viên ngoại già này ngày thường làm việc thiện không có giới hạn, làm cho đến nỗi bản thân nghèo khó luôn. Bây giờ chùa chiền phải trùng tu thì biết phải làm sao đây. Ông ta bèn nghĩ, cái chùa này của mình không thể nào tiếp tục làm chùa tư nhân được nữa, hay là đem nó cống hiến cho thị trấn này, cho mọi người ở xung quanh cùng đến mà tu hành đi. Ông bèn tập hợp những người ở quanh thị trấn, mời mọi người đến chùa xem. Ông hy vọng mọi người xuất tiền ra sửa chữa cái chùa này, về sau chùa là của công rồi. Ngày hôm đó, những người ở quanh gần đó trong thị trấn đều đến cái chùa này, mọi người đều là muốn làm công đức mà. Sau khi mọi người uống trà xong, mọi người đều phải cầm bút viết ra số tiền công đức. Nhưng cái chùa này vẫn là chùa của ông viên ngoại già kia. Mọi người lịch sự khách sáo nên vẫn mời ông ta ký viết một bút trước tiên. Ông viết xong trước rồi thì đến mọi người viết. Vị sư trụ trì đem sổ công đức ra cùng cùng kính kính, mời ông viên ngoại già viết trước. Ông ta cầm lấy bút, vừa viết thì viết ngay chữ 100 lượng. Trong lòng ông là muốn mọi người bỏ tiền ra, vì bản thân ông đã hết tiền rồi mà, còn viết cái gì nữa. Thế nhưng trong tình cảnh này không còn tiền lại bị ép phải viết. Ông vốn nghĩ chỉ viết một lượng là được rồi, nhưng có thể do làm việc thiện quen rồi, lúc bình thường thì hay viết 100 lượng, 1000 lượng, cho nên vừa viết ra thì viết ngay là 100 lượng. Thật là nghèo đến thế nào cũng khó sửa được thói nết của nhà giàu xưa. Vị trụ trì vừa thấy thế thì rất hoan hỷ, nghĩ rằng cái chùa này chỉ là tu bổ sửa chữa thôi mà, làm gì mà cần đến cả 100 lượng, chỉ cần khoảng 60-70 lượng là đủ rồi. Nếu có 100 lượng thì muốn dỡ bỏ xây cất lại chùa mới cũng được luôn đó chứ. Nghĩ rồi bèn nói, lão viên ngoại đã viết ra 100 lượng đủ rồi, quý vị đều không cần lấy tiền ra nữa đâu. Việc này khiến cho những người định bỏ tiền ra đều hoan hỷ vui vẻ. Ông viên ngoại thực chất là không còn tiền nữa, ngay cả ăn cơm hàng ngày cũng là vấn đề nan giải, thì lấy đâu ra 100 lượng bạc đây? Nhưng người giàu sang thì vẫn cứ là người giàu sang. Đây giống như tục ngữ nói câu, thuyền bị rách nát rồi thì vẫn còn 3000 cây đinh. Là ý nói người giàu sang tuy là nghèo khó giống như chiếc thuyền rách nát rồi, nhưng đinh ở trên thuyền vẫn còn 3000 cây nữa. Ông viên ngoại già này đúng là đã nghèo cùng rồi, nhưng 100 lượng bạc cũng là có đấy, sao có được chứ? Thì do ông đem căn nhà của chính mình ở ra bán đi, đương nhiên là được còn hơn 100 lượng nữa. Nhà cửa bán mất rồi, ông bán lấy 100 lượng để sửa chùa. Nhưng lúc này ông viên ngoại mới nghĩ đến sự tình đã trở nên nghiêm trọng rồi. Nhà cửa bán mất thì bản thân mình ở đâu bây giờ? Ông viên ngoại này không còn nơi nào để trú thân nữa, trở thành người bần cùng khốn khổ không nơi nương tựa. Thật là nghèo đến nỗi không có cơm ăn, cùng quẫn đến nỗi không có nhà ở. Thầy trụ trì của ngôi chùa biết được sự việc này bèn nói với ông ta, một vị đại thí chủ như ông, ngay cả nhà cửa của mình cũng bán đi để sửa chùa, bây giờ không còn chỗ nào để ở, vậy thì mời ông đến chùa ở đi thôi. Lão viên ngoại nói, tôi làm công đức mà, sao có thể đến chùa ở được chứ, tôi không có tư cách để ở. Thầy trụ trì liền giảng,
Vậy thì ông đừng có đưa ra 100 lượng mà, ông góp 90 lượng là được rồi, giữ lại 10 lượng còn có thể tự mình xây căn nhà mà ở. Không, tôi muốn làm công đức đủ 100 lượng. Vậy thì ông ở trong chùa được rồi. Lão viên ngoại đã đành không có nơi nào để ở nữa, cuối cùng vẫn chỉ còn cách ở trong chùa luôn. Tuổi già đến, mắt mù gặp sét đánh. Ông viên ngoại già này ở trong chùa trải qua thời gian 2 năm, mắt của ông đã bị mù. Khi mắt còn tốt thì ông còn tự mình chăm sóc cho mình được, bây giờ mắt mù rồi thì còn phải cần người đến chăm nom. Việc này thì khỏi phải nói, người trong chùa ai cũng đều hoan hỷ chăm sóc cho ông. Còn có một việc khác, lão viên ngoại ở quê là một người đại lương thiện, hay xây sửa cầu làm đường. Có một cây cầu ông ta từng sửa trong quá khứ, bây giờ đã bị hỏng rồi. Cầu chính là đường đi mà. Người nào cũng đều phải đi trên con đường đó, không có cầu thì sao mà đi qua lại được. Những người lớn tuổi trong thị trấn đều biết ông già này làm việc thiện là làm cho đến khi nghèo túng luôn. Bây giờ không thể đợi ông ấy đến sửa nữa rồi. Không có ai cứu thì phải tự cứu vậy. Bần cùng không thể tự cứu mình là tự sát dần dần. Hợp sức lại thì nhân định thắng thiên mà. Cho nên mọi người ở thị trấn này trong lúc muôn vàn khó khăn đều hợp sức sửa lại chiếc cầu. Cầu sửa xong rồi thì phải đặt viên đá. Những vô lão trong thị trấn vẫn còn nhớ chuyện xưa nên nói, cây cầu này lúc trước là do ông viên ngoại già xây đấy. Bây giờ chúng ta thay ông ấy sửa chữa xong cây cầu này phải đặt viên đá, hay là vẫn mời ông già ấy đến đặt đá nhé. Đặt đá trên cầu tức là việc cuối cùng, là đặt viên đá ở giữa cây cầu để biểu thị là cầu này đã hoàn toàn sửa chữa thành công rồi. Việc đặt viên đá cho cây cầu là một việc lớn, nên tất cả mọi người ở xung quanh thị trấn đều đến chúc mừng. Ngày hôm đó vốn là thời tiết rất tốt, nhưng lúc ông viên ngoại già vừa đặt viên đá lên xong, không ngờ là ông trời còn có lúc không đoán trước được gió mưa. Bỗng nhiên nổi lên mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, mưa lớn không ngừng dứt. Sấm chớp đánh ầm ầm khắp hư không rất đáng sợ. Tia sét vô tình đánh đùng một tiếng thì đánh chết luôn ông viên ngoại. Thật khủng khiếp, sấm sét trên trời không có mắt mà, tại sao lại đánh nhầm người? Tất cả mọi người ở gần xa trong vòng 100 dặm đều biết ông ta là một người vô cùng lương thiện, tốt bụng. Người thế gian thông thường đều nói, bị sét đánh chết nhất định là kẻ xấu xa đại nghịch bất hiếu. Sao lại có người lương thiện tử tế như vậy mà còn bị sét đánh chết chứ? Việc này khiến cho bọn họ cảm thấy quá vô lý, trong lòng mọi người đều rất tức giận, nghĩ mấy đời nhà ông ấy đều là thích làm việc thiện, ưa bố thí. Người đại lương thiện như thế mà còn phải gặp ác báo như vậy, vậy thì đừng có thèm làm việc thiện nữa, làm rồi cũng chẳng có quả báo tốt mà. Đối với việc này, trong tâm mọi người đều cực kỳ vướng mắc, không thỏa ý. Khâm Sai tức giận viết Phật không linh. Cầu là đường đi mà, đương nhiên người ở trên cầu thì qua lại không ngừng. Ngay chính vào lúc mọi người đang tranh luận bàn tán sôi nổi không dứt, thì ở phía xa xa trước mặt họ có một người ngồi trên một cái kiệu có 8 người khiêng muốn đi qua cây cầu. Kẻ đi qua đường này là người nào vậy? Thì ra là quan Khâm Sai đại thần của hoàng gia. Ông viên ngoại già kia bị sét đánh chết quỳ ở bên kia. Mọi người muốn an táng cho ông, nhưng nhìn thấy thi thể ông quỳ bất động ở đó, mọi người có mặt tại hiện trường đều chẳng biết phải làm như thế nào cho phải. Vừa lúc đó thì quan Khâm Sai đại thần có việc đi qua nơi này, mọi người liền đem chuyện này kể cho ông ta nghe. Viên Khâm Sai đại thần này vừa nghe xong thì trong lòng cũng rất phẫn nộ, liền tiện tay lấy ra một cây bút, lập tức viết ngay trong tay của ông viên ngoại già bị sét đánh chết 3 chữ: Phật không linh. Phật Pháp nói nhân quả, nhưng đây là loại nhân quả gì? Giống như người làm việc thiện như vậy còn không có được sự gia hộ của Phật, thế thì lời Phật nói đều không linh ứng rồi. Cho nên ông ta viết 3 chữ Phật không linh để bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Sau khi viết xong, ông bực dọc quẳng cây bút rồi đi luôn. Đầu thai làm thái tử, Phật vẫn linh. Quan Khâm Sai đại thần giải quyết xong việc thì phải trở về hoàng cung để báo cáo với hoàng thượng. Trải qua khoảng 3 đến 5 ngày sau, ông ta về đến hoàng cung gặp hoàng thượng.
khi ông kể những điều mắt thấy tai nghe về dân tình trong chuyến đi công tác, liền đem câu chuyện này kể cho vua nghe. Trong lòng đức vua cũng cảm thấy không hiểu nổi. May mắn một điều là khoảng 3 đến 5 ngày trước, hoàng hậu đã sinh ra một hoàng thái tử. Đứa con này vừa ra đời thì khóc rỉ rả suốt đêm ngày, dùng hết tất cả mọi cách rồi cũng không có cách nào khiến cho vị hoàng thái tử này ngưng khóc. Đức vua bèn cho bế đứa con này để quan khâm sai đại thần xem. Hoàng thái tử nhỏ vừa được bế ra, quan khâm sai đại thần tự nhiên xoa xoa đầu thái tử, rồi xoa xoa tay của thái tử, gỡ đôi tay nhỏ bé ra, bất ngờ nhìn thấy ba chữ do chính mình viết là Phật Không Linh. Quá bàng hoàng kinh ngạc, ông ta vội cầm lấy cây bút viết thêm chữ Sước vào bên cạnh chữ Không. Chữ Sước này chính là viết tắt của chữ Hoàng, nghĩa là vẫn còn. Ông ta vừa viết xong ba chữ Phật Còn Linh thì vị hoàng thái tử con liền hết khóc. Chẳng những ngừng khóc mà còn cười lên nữa. Bạn xem có vi diệu hay không? Chỉ cần thêm chữ Sước vào bên cạnh cho thái tử thì liền cười ngay. Vốn dĩ viết Phật Không Linh thì thái tử cứ khóc hoài. Quả báo nặng được giảm nhẹ, rõ ràng nhân quả. Câu chuyện này là khi còn nhỏ tôi được nghe đấy. Bây giờ chúng ta lấy nhân quả ba đời trong Phật Pháp ra để bình luận đánh giá một chút. Người đại lương thiện kia lúc cuối đời bất ngờ bị mù mắt, lại còn gặp sét đánh. Chuyện này là như thế nào? Đây là do quả báo nặng được chuyển thành nhẹ, nghiệp báo lâu xa được chuyển thành gần. Đây chính là ý mà tôi thường giảng. Con người thế gian không có ai thiện 100% được, cũng không có ai ác 100% được. Ông lão viên ngoại này trong kiếp quá khứ đã tạo ra ác nghiệp mắt mù. Các ác nghiệp này vốn dĩ phải chiêu cảm quả báo mù mắt cả đời. Nhưng do ông ta làm việc thiện lớn nên kiếp này đến già thì mắt mới bị mù. Đương nhiên mắt mù thì rất khổ, nhưng đã già cả rồi mới bị mù có mấy năm. Nếu lúc này không phải là quả báo nặng được chuyển thành nhẹ, quả báo lâu xa được chuyển thành gần mà đợi cho đến kiếp sau mới làm kẻ mù lòa, vậy thì e rằng phải mù lòa trọn đời, thật đáng sợ biết bao. Trong nhiều kiếp quá khứ của người đại thiện này chắc chắn có phạm qua tội ngũ nghịch, còn gọi là năm tội vô gián, tức năm loại tội lỗi lớn nhất mà chúng sanh có thể tạo, chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục lớn nhất là ngục A Tỳ, vĩnh viễn không có ngày ra, gồm 1. Làm thân Phật chảy máu, 2. Giết A-la-hán, 3. Giết cha, 4. Giết mẹ, 5. Chia rẽ, phá hòa hợp chư tăng, nên phải gặp quả báo ác bị sét đánh. Nếu như ông ta chuyển kiếp thành một thanh niên mới bị sét đánh chết thì quá tội nghiệp rồi. Bạn xem, ông ta trong một kiếp này đã nhận chịu xong hết tội báo trong ba đời rồi thì được đầu thai làm hoàng thái tử. Đây là nói rõ đạo lý. Người tốt cuối cùng cũng phải có quả báo tốt, kẻ ác cuối cùng cũng phải gặp quả báo ác. Bất luận là tạo tác ra thiện nghiệp hay ác nghiệp rồi, tu nhân nào thì có quả nấy. Nhân quả mà Phật Pháp giảng chắc chắn không lừa dối người. Người tốt mà gặp phải quả báo không tốt là do chiêu cảm của tội chướng trong kiếp xưa. Kẻ ác mà vẫn được cuộc sống mọi điều như ý thì đó là do kiếp trước có thiện nghiệp rồi. Nên biết thiện ác đều có quả báo, không phải là không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc thọ báo mà thôi. Nếu là người xấu xa thì nhất định gặp ác báo. Bạn đừng có chỉ nhìn vào hiện tại của anh ta là tốt. Mọi người phải tin tưởng nhân quả, càng phải nên hiểu rõ nhân và quả sẽ không đồng thời. Như vậy thì bất kể bạn gặp phải khổ nạn như thế nào đều sẽ cảm thấy an lạc tự tại, sẽ không phẫn nộ, không bất bình nữa. Ma quỷ cũng ân oán phân minh. Trong cửa Phật sự không xả bỏ bất cứ một pháp nào. Người thế tục tu thiện được quả báo thiện. Có khi một việc thiện chỉ có thể được một quả báo, hai việc thiện được hai quả báo. Nếu muốn một loại nhân thiện có thể được 10 loại quả báo thiện, 10 nhân thiện có thể được 100 quả báo thiện, vậy thì phải dùng lương tâm mà làm việc thiện. Như thế công đức mới lớn lao được. Đương nhiên, đó cũng phải gặp được một loại nhân duyên nào đó.
Nếu không có cái duyên thù thắng đó, thì bạn muốn làm một việc thiện mà mong đạt được trăm loại công đức thì cũng không thể có được đâu. Xem kinh lại Phật bị quán quỷ quấy nhiễu. Nhớ lại mấy chục năm trước, lúc đó tôi chưa đến 20 tuổi. Ở quê tôi có một vị cư sĩ già đã thọ qua với Bồ Tát. Lúc ấy ông 50 tuổi, chưa kết hôn. Người cha của ông đã qua đời, anh em thì ở một nơi khác. Nhà của ông ở quê có thể tính ra là gia đình giàu có. Một mình ông đã có 4-5 căn nhà. Bởi vì chúng tôi cùng tham gia Phật thất, sau 7 ngày tham dự Phật thất, ông ta mời tôi đến nhà ông ăn cơm. Ăn cơm xong, chúng tôi nói chuyện. Tôi liền khuyên ông ta: "Bác đừng có nghĩ đi tham dự Phật thất mới là dụng công. Hoàn cảnh của bác tốt như thế, trong nhà lại có phòng thờ Phật, vậy ở nhà cũng nên cố gắng dụng công bác à." Ông ta nói: "Sư thầy trẻ ơi, tôi rất muốn dụng công đó chứ, nhưng mà ở nhà chẳng cách nào dụng công được." Việc này rốt cuộc là như thế nào đây? Thì ra là trong nhà của ông ta có một con ma. Nếu ông muốn tụng kinh, khi vừa mở cuốn kinh ra thì có một con ma liền đắp cuốn kinh của ông ta lại, nói rằng: "Đừng có xem nữa, nghỉ ngơi thư giãn chẳng phải tốt sao? Nếu mà ông lại Phật, lúc cúi lại xuống thì con ma đó liền kéo cái móc áo trong bộ đồ tu của ông ra mất tiêu." Lại bảo: "Thôi đừng có lại nữa, lại mệt nhọc như vậy để làm gì?" Nếu ông ta ăn cơm, con ma này liền ném một con tôm nhỏ vào bát cơm của ông, không muốn cho ông ăn chay. Vừa nhìn thấy con tôm nhỏ thì cơm ông cũng không chịu ăn nữa. Con ma đó cứ chuyên môn làm phiền ông như thế. Lúc ngủ đuổi muỗi, ma quỷ báo ơn. Trong nhà của ông cư sĩ già ấy còn một con ma nữa. Con ma ấy như thế nào? Vì cư sĩ già này bất kể là ngủ ở đâu đều không có con muỗi nào cắn ông ấy, bởi vì con ma kia giúp ông ta đuổi muỗi. Cho nên từ hồi nào đến giờ ông không cần dùng đến mùng màng gì cả. Ông ta đem hai chuyện này ra hỏi tôi. Tôi đáp: "Rất rõ ràng là hai con ma này, một con thì đến báo thù, còn con kia thì đến báo ơn đó. Bắt lại Phật xem kinh, nó liền đến phá rối. Đây chẳng phải là quán quỷ sao? Khi bác ngủ thì đến đuổi muỗi giúp, đây đương nhiên là đến báo ơn rồi. Bác hỏi tôi việc này chi bằng đi hỏi chúng nó đi." Tôi chỉ bày cho ông ta như vậy. Đến tối, ông ta quả thật là hỏi hai con ma. Ông ta cũng vì chuyện này mà đặc biệt mời tôi đến nhà. Buổi tối tôi ở trong phòng thờ Phật xem kinh với ông ấy. Bàn Phật ở giữa, chúng tôi hai người ngồi hai bên xem kinh. Đang lúc xem, ông ta hỏi tôi: "Tiểu sư phụ này, thầy có thấy con ma đó không vậy?" Tôi nói: "Đâu có ma nào đâu. Con ma đó không vào đây, nó đang đứng ở bên cửa đó." "Sao nó không vào đây?" "Tôi không hiểu tại sao hôm nay nó không vào." Ngày thường nếu ông cư sĩ già xem kinh thì con ma đó liền ở bên cạnh bàn nhìn ông. Hôm đó tôi ở trong phòng thờ Phật thì ma không có vào. Tôi ở đó đến mấy ngày. Buổi tối con ma đó bèn đến phòng của bác cư sĩ nói: "Ông bảo cái thầy trẻ kia đi đi." Lão cư sĩ nói: "Trời tuyết rơi to như thế này, sao bảo người ta đi về được? Thầy ấy ngủ ở phòng bên kia đó, ngươi tự mà đi kêu thầy ấy đi đi." Con ma nói: "Tôi không đi, ông đi kêu thầy đó đi đi." Lão cư sĩ hỏi: "Tại sao ngươi không đi?" Con ma đáp: "Tôi không dám đi đâu, nếu tôi dám đi qua đó thì đã sớm đánh cho thầy ấy chạy mất rồi." Báo ân báo quán hỏi nguyên nhân. Ông ta hỏi con ma báo quán: "Tại sao khi ta xem kinh thì ngươi đến cản trở?" Quán quỷ đáp: "Nhiều kiếp về trước, trong lúc tôi tu hành, vừa xem kinh lại Phật thì ông cũng quấy nhiễu tôi như thế. Tôi muốn xuất gia thì ông chướng ngại, làm cho tôi không có cách nào xuất gia được. Cho nên tội nghiệp của tôi không thể tiêu trừ, việc sinh tử không thể giải thoát, đến bây giờ còn phải làm quỷ. Đương nhiên là tôi phải đến báo thù ông." Tôi bảo với ông cư sĩ già:
đã đành là báo thù, vậy thì quán thù vẫn cứ nên hóa giải chứ không nên kết thêm. Ông nên chân thành xin lỗi nó, làm nhiều công đức thay cho nó, siêu độ cho nó. Trong quá khứ đã làm trở ngại nó, không thể nào trong quán lại kết thêm quán nữa. Cố gắng mà hóa giải đi. Còn con ma kia giúp ông ta đuổi muỗi là việc như thế nào vậy? Chuyện nói đến thì rất dông dài. Có một kiếp trước, có một lần ông ta ra ngoài có việc, trong người đem 30 đồng bạc. Lúc đó 30 đồng bạc rất có giá trị, là một khoản tiền rất lớn. Ông ta đi qua một nơi nọ, nhìn thấy một cặp mẹ chồng và nàng dâu đang khóc lóc rất thảm thương trong nhà. Ông bèn khởi lên tâm đồng cảm, thương xót họ. Bèn đi vào trong nhà hỏi hai người họ: tại sao hai người khóc lóc đau đớn như vậy? Bà mẹ chồng đáp: con trai tôi đi xa nhà hơn 10 năm rồi, vậy không có tin tức gì cả. Cô không biết là còn sống hay đã chết. Tôi và con dâu ở nhà này không đủ sống. Ngày mai con dâu này của tôi phải ra đi tái giá với người khác rồi. Cô con dâu hiếu thảo này cũng không nỡ lòng dứt bỏ mẹ chồng một thân một mình. Nhưng nếu không đi thì cuộc sống lại rất khốn khó, gian nan. Cô ta hy vọng mình tái hôn với người khác để có tiền mà nuôi dưỡng mẹ chồng. Bà mẹ chồng này nói tiếp: than ôi, có tiền để nuôi dưỡng tôi thì tôi cũng không còn con dâu nữa. Nói đoạn, mẹ chồng và nàng dâu lại ôm đầu khóc lóc đau khổ. Sau khi ông ta nghe rõ nguyên nhân, liền lấy 30 đồng bạc trong người ra, đem hết cho hai người họ. Có 30 đồng bạc này thì nàng dâu kia không cần tái giá nữa. Thì ra con ma đó chính là bố chồng của nàng dâu nọ, vì muốn báo đáp ơn của ông ta nên đến giúp ông đuổi muỗi. Tôi nói với bác cư sĩ: bác hãy bảo ông ta đi được rồi. Sau đó con ma này liền đi mất. Đây thật là có ơn báo ơn, có thù báo thù, nhân quả rõ ràng. Mọi người nghe đến câu chuyện này thì phải tin nhân quả đích xác là như vậy. Cho nên chúng ta đối với người khác chỉ có thể làm việc tốt, không được trở ngại họ. Trong sáu đường có đường quỷ. Rốt cuộc là có đường quỷ ma hay không? Đương nhiên là có. Phật pháp của chúng ta giảng trong sáu đường luân hồi có đường quỷ mà. Tôi thấy ở quê tôi người ta nói chuyện về quỷ ma. Nhìn thấy ma quỷ, gặp ma quỷ, đây là việc hết sức bình thường. Còn có người già nghe được tiếng quỷ gọi, nói là ở một nơi nào đó, ngày hôm đó vào giờ nào chắc chắn phải có người chết. Quỷ ma gọi 3-4 ngày sau, dân cái đời đó, cái hẻm đó quả đúng có người chết thật. Những chuyện như thế rất bình thường. Lúc nhàn rỗi nói chuyện, người ta đều nói đến những chuyện này. Đây hoàn toàn là sự thật. Giảng đến những điều này là nhân quả của người thế gian. Một việc thiện thì cả một quả thiện. Người thế gian không kể là làm việc thiện gì, cái quả báo ấy vừa qua thì không còn gì nữa. Đây gọi là nhân quả hữu lậu, tức là loại nhân quả có thể nhìn thấy được, rò rỉ ra ngoài, lòi ra ngoài thì gọi là hữu lậu. Ở đây chuyển sang Phật pháp của chúng ta. Nói nhân quả trong Phật pháp thì Phật pháp tu một nhân có thể gieo trồng vạn đức. Tu cái nhân gì mà có thể trồng vạn đức? Mọi người hãy đến mà niệm Phật A Di Đà Phật là hồng danh vạn đức. Tôi thường đưa ra ví dụ giống như nhiều loại vitamin. Bạn ăn vào nhiều loại vitamin thì trong người thiếu chất dinh dưỡng nào đều được bổ sung hết. Niệm thánh hiệu Phật Di Đà thì bạn có tội chướng sẽ tiêu trừ tội chướng. Không có phước huệ thì được tăng phước huệ. Có sinh tử thì được hết sinh tử. Có phát tâm bồ đề thì được thành Phật đạo rộng độ chúng sanh. Đây là cái việc thiện mà một nhân trồng được vạn đức. Hỡi các vị Bồ Tát à, có nhân duyên gặp được loại việc thiện tối cao này, kiểu gì cũng phải nỗ lực, tinh tấn mà tu trì, phải biết nắm bắt lấy. Ở trên tôi nói đến pháp thế gian, đích xác là việc có thật. Tôi nói lời này trừ phi là người bài bác nhân quả thông tường ở thế gian. Họ sẽ nói, làm gì mà có ma chứ, người chết đi rồi thì hết, thì việc mất rồi. Đó là kẻ tà tri tà kiến, chúng ta đừng có nói với họ làm gì. Họ nói không có ma thì không có ma thật ư? Họ nói chả có nhân quả thì không có nhân quả ư? Không phải đâu. Nhân quả bất kể là bạn tin hay không tin thì vẫn có. Xin chúc phúc cho mọi người đạo nghiệp tinh tấn, viên thành Phật đạo,
vãng sanh Tây Phương. Hoàng đã thiết niệm Phật sanh Tây. Tôi thường tặng cho tín chúng hai câu nói: niệm Phật không chướng ngại công việc, làm việc không quên niệm Phật. Niệm Phật sẽ không chướng ngại bạn làm việc đâu. Bạn xem, người bình thường khi làm việc còn chẳng phải là vừa làm việc vừa nói chuyện với người khác sao? Còn chúng ta thì vừa làm việc lại vừa niệm Phật, thì có gì trở ngại đâu cơ chứ? Có lẽ có người sẽ nghĩ rằng, chúng tôi làm việc đã rất cực khổ rồi, lại còn phải niệm Phật, chẳng phải càng thêm cực nhọc hay sao? Không phải như bạn tưởng tượng vậy đâu. Làm việc vất vả mà bạn có thể chí thành niệm Phật thì công việc sẽ không vất vả nữa. Tôi xin kể một câu chuyện có thật cho quý vị nghe. Vào thời Tống, tại Hồ Nam, có một người nghèo làm nghề thợ rèn. Ông ta họ Hoàng, mọi người đều gọi ông là Hoàng Đã Thiết, tức là ông Hoàng thợ rèn. Hoàng Đã Thiết sinh sống nhờ vào nghề thợ rèn, ngày nào mà không làm việc thì cuộc sống liền có khó khăn. Ông ta làm thợ rèn trong thời gian dài cũng đã quá cực khổ, nhất là vào những ngày nóng gắt phải làm việc bên cạnh lò lửa. Cái nóng ấy thật là khiến cho người ta không chịu nổi. Ông ta thường nghĩ, tại sao mình lại khốn khổ như thế này? Đây đều là do kiếp trước không chịu tu. Nhưng nếu mình đi tu, ngừng làm việc thì người nhà sẽ không có cơm mà ăn. Có hay không một cách tu hành nào đó mà không cản trở công việc, trong lúc làm việc cũng có thể tu hành nhỉ? Ông ta nghĩ mãi nhưng nghĩ không ra. Một hôm, có một người xuất gia đi ngang qua cửa lò rèn. Hoàng Đã Thiết rất có thiện căn, vừa nhìn thấy người xuất gia liền vui mừng khôn xiết. Bèn mời vị sư phụ đó vào ngay, rồi rót trà, mời ngồi, khấu đầu lễ lạy. Ông nhân cơ hội này liền hỏi vị tăng nhân: Thầy ơi, hàng ngày con sống bằng nghề làm thợ rèn, thật là vô cùng vất vả. Có cách nào có thể khiến con tu hành thành tựu, liễu thoát khỏi cái khổ này hay không ạ? Vả lại phương pháp tu hành này tốt nhất là đừng trở ngại công việc của con. Vị sư phụ kia lập tức đáp lại ông ta: Pháp môn niệm Phật có thể giải thoát những sự khổ sở này của ông. Pháp môn này vô cùng đơn giản, không phí công phu cũng chẳng tốn tiền, lại không cản trở công việc của ông nữa. Mỗi ngày ông vừa làm việc vừa niệm A-di-đà Phật, đừng để cho gián đoạn. Khi thời điểm đến, Phật A-di-đà nhất định sẽ đến tiếp dẫn ông đến quốc độ của Ngài. Thế giới cực lạc Tây Phương, đến nơi đó chỉ có vui vẻ, sung sướng, chứ không có đau khổ. Vị xuất gia này còn dạy ông rằng, ông hãy xem cái búa sắt như là cái dùi gõ mỏ vậy, cái đe sắt thì xem như là cái mỏ, đập xuống một cái thì niệm một câu A-di-đà Phật, đập cái nữa lại niệm A-di-đà Phật. Hoàng Đã Thiết nghe xong vô cùng mừng rỡ, liền làm y theo lời dạy. Mỗi ngày khi rèn sắt đều to tiếng niệm A-di-đà Phật. Vợ của ông ta thấy vậy liền hỏi: Mình rèn sắt đã rất cực nhọc rồi, lại còn niệm Phật to tiếng như vậy, chẳng phải càng thêm mệt hay sao? Hoàng Đã Thiết đáp rằng: Không đâu, tôi không hề cảm thấy cực nhọc một chút nào cả. Lúc trước tôi ở bên cạnh lò rèn thì cảm thấy rất nóng, bây giờ niệm Phật thì chẳng thấy nóng nữa, rất mát mẻ tự tại đấy. Ngày xưa lúc rèn sắt thì tôi cảm thấy cánh tay rất mỏi, bây giờ niệm Phật cũng không còn mỏi nữa rồi. Đây chính là công đức của việc niệm Phật. Đến khi công phu niệm Phật của ông ta thành tựu, lúc sắp vãng sanh Tây Phương, ông liền biết trước mọi việc. Vào ngày sắp vãng sanh đó, ông đặc biệt tắm gội sạch sẽ, thay quần áo, chuẩn bị tất cả ổn thỏa, rồi thì lại ra làm việc. Ông đốt lửa rất to, sắt được nung rất đỏ. Ông bèn cầm búa sắt đọc bốn câu kệ sau: Tốc, 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 rèn lâu thành thép, thái bình sắp đến, ta về Tây Phương. Sau đó ông đập một búa xuống, đứng ngay tại đó vãng sanh. Từ xưa đến nay, người ta vãng sanh Tây Phương có ngồi, có đứng, có người ngồi vãng sanh, còn ông ta thì đứng vãng sanh. Bạn xem, công hạnh niệm Phật của ông ta tốt như thế đấy. Cho nên người bận rộn cũng có thể niệm Phật được nha. Chỉ cần tin tưởng cho tới, nguyện cho thiết tha cái pháp môn này, tự bản thân mình chịu niệm Phật thì chắc chắn có thể vãng sanh Tây Phương. Pháp môn niệm Phật là tốt nhất trong những pháp tốt.
ngày xưa có một ngôi chùa, các tín chúng khác nhau đưa đến bốn đứa trẻ để theo lão hòa thượng xuất gia tu hành. Lão hòa thượng thấy bốn hòa thượng nhỏ này tính cách không giống nhau, bèn phân biệt nói pháp khác nhau với chúng, muốn cho chúng tinh tấn tu trì. Căn tánh của bốn tiểu hòa thượng này sao lại không đồng chứ? Đứa trẻ thứ nhất rất trung hậu, chín chắn. Lão hòa thượng liền dạy chú như sau: con đó, cố gắng mà niệm Phật, lại Phật, học thuộc kinh, ngồi thiền. Con cứ tu theo như vậy thì tương lai có thể thành đạo quả. Cha mẹ con đưa con đến đây xuất gia, nhất định phải làm được việc. Một đứa con xuất gia thì dòng tộc trong chín đời đều được siêu thăng, như thế mới có thể báo đáp công ơn cha mẹ sư trưởng được. Nếu tu hành không có thành tựu thì chẳng những không báo đáp được cha mẹ sư trưởng, còn ở trong nhà tam bảo ăn cơm tam bảo, tương lai còn không thể thành công được nữa đâu. Đứa trẻ trung thành thật thà này nghe lão hòa thượng nói như vậy liền đáp: con y giáo phụng hành ạ. Đứa trẻ thứ hai không những có tánh hiếu động, lại còn có tính thích mạnh, thích sĩ diện. Nếu như biểu nó ngồi trong Phật đường niệm Phật, vậy thì thật là khiến cho nó thấy ngột ngạt chết đi được. Cổ họng đứa trẻ này lớn nên lão hòa thượng bèn nói với nó: con hãy cố gắng học hát niệm, động viên nó hát tụng để lợi ích cho trời người, lại dạy cho nó tụng kinh cúng thí thực siêu độ vong linh, làm pháp hội thủy lục, còn gọi là thủy lục hội, thủy lục đạo tràng, thủy lục trai, thủy lục đại trai hội, bi tế hội, và gọi đủ là pháp giới thánh phạm thủy lục phổ độ đại trai thắng hội. Đây là nghi thức pháp hội long trọng và lớn nhất trong nghi lễ đàn tràng Phật giáo Bắc truyền. Các quốc gia Phật giáo Nam Tông có các ngài cùng đọc tụng thánh điển Bali của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì các quốc gia Phật giáo Bắc Tông thường tổ chức pháp hội thủy lực để cùng nhau tu tập và đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Pháp hội này kết hợp với sám hối, chẩn tế cô hồn, trai thiên, thuyết pháp cho cõi u minh, vân vân, siêu độ cho chúng sanh gặp nạn ở dưới nước và trên cạn, cùng những nạn nhân bị kiếp nạn đau binh, vân vân. Lão hòa thượng liền dạy cho chú học tập tất cả những Phật sự lớn cần sự động như vậy để siêu độ những sinh linh trong quá khứ. Còn đứa trẻ thứ ba thì thế nào? Đứa trẻ này nhiều phiền não. Tại sao lại nhiều phiền não? Bởi vì quá có duyên với chúng sanh rồi. Ai thấy chú ta cũng thích, người ta thích chú ấy không tốt sao? Nhưng trên con đường tu đạo, nếu quá gần gũi với chúng sanh thì lại thành ra chướng ngại lớn. Cho nên lão hòa thượng liền dạy chú ta rằng: con phải cố gắng mà tu khổ hạnh. Ngài muốn chú ta đi dọn nhà cầu, nấu trà, nấu cơm, làm tất cả những việc này, tránh xa những chuyện nhân tình thế sự. Như vậy đạo nghiệp mới tu thành được. Nếu bảo chú ta làm tri khách, thường tiếp xúc với tín chúng, thiện nam tín nữ, thì lúc nào cũng phải tiếp chuyện với người ta. Người ta thì thích nói chuyện với chú ấy mà. Khuôn mặt chú tiểu ấy trang nghiêm, ăn nói lại lanh lợi đâu ra đó. Nếu chú ta muốn gạt bạn thì bạn nhất định bị lừa. Đây là căn tánh của chú ta. Ba chú tiểu này khi làm xong việc riêng của mỗi người rồi, đến lúc được nghỉ giải lao thì ba người còn chơi với nhau, kể với nhau là công việc của mình lợi ích cho người khác như thế nào. Con nít, bạn đừng có thấy nó nhỏ nha. Tiểu hòa thượng cũng có tâm tranh hơn thua đó. Chú thứ nhất nói: lão hòa thượng bảo tôi phải tinh tấn niệm Phật, học thuộc kinh, tương lai đạo nghiệp sẽ thành tựu, trụ trì Phật pháp, rộng độ chúng sanh. Chú thứ hai nói: lão hòa thượng chẳng phải nói như vậy đâu, ngài dạy tôi phải học hát niệm, lại còn dạy tôi tụng kinh cúng siêu độ vong linh nữa, làm pháp hội thủy lục nè, để siêu độ tất cả chúng sanh trên cạn và dưới nước. Việc làm này của tôi mới là đúng đắn, việc kia của cậu không đúng. Chú thứ ba nói: hai người các cậu đều sai. Lão hòa thượng dạy tôi phải cố gắng tu hành khổ hạnh, như vậy đạo nghiệp mới có thể thành tựu. Nói đến đó, ba chú tiểu liền tranh luận với nhau. Con người đều như vậy cả mà. Tự mình làm việc này, nọ thì cho rằng mình đúng, còn việc của người khác làm thì cho là không đúng. Ba chú tiểu khi biện luận thì đều cho là mình hay giỏi. Tranh luận không có kết quả. Đứa trẻ thứ ba bèn chạy đến trước mặt lão hòa thượng hỏi: những lời của hai vị sư huynh kia nói không giống với những gì lão hòa thượng ngài nói với con. Có phải là nên tu theo cách của con mới đúng không ạ?
Lão hòa thượng giảng giải: đúng vậy, cô nói đúng, hai người kia sai rồi. Chúng ta liền vô cùng đắc ý lui ra, dùng cái tâm của một người thắng cuộc nhìn hai vị sư huynh mà nói: biết gì chưa, lão hòa thượng nói tôi đúng, hai cậu đều sai rồi nghe. Hai cậu này nghe xong rất không phục, đều cùng đến chỗ lão hòa thượng để hỏi thử xem thế nào. Lão hòa thượng an ủi mỗi người khác nhau và nói: các con đúng, nó cũng đúng, hai con đều đúng, nó sai. Việc này giống như bộ con nít gây lộn với nhau, cha mẹ đều phải an ủi hai đứa con cùng lúc. Bèn nói với đứa em: anh trai con sai rồi, đợi một chút nữa cha mẹ sẽ mắng nó. Nhưng rồi cũng phải xoa dịu thằng anh một chút, là em con nó không tốt, làm anh như con mới tốt, là như vậy đó. Tiếp đến thì kể về đứa trẻ thứ tư. Nó thông minh thì thông minh, nhưng có điểm chấp trước. Chấp trước đương nhiên cũng là tốt, đúng là đúng, sai là sai, vì chấp vào việc tốt, việc chính đáng mà. Chúng ta nghe thấy lão hòa thượng nói như vậy với ba người kia liền nghĩ: lão hòa thượng sao lại nói như vậy, chân lý chỉ có một, làm gì có hai, đúng là đúng, sai là sai, làm gì có chuyện ba người đều đúng. Mình phải hỏi lão hòa thượng xem coi ngài nói như thế nào. Thế là chúng ta cũng vội vàng đi hỏi lão hòa thượng: sao ba người họ đều đúng được à? Chẳng phải ngài nói là chân lý chỉ có một thôi sao? Lão hòa thượng giảng giải: đúng thế, chân lý chỉ có một, còn nói đúng, ba người họ đều sai rồi. Người thế gian đều chỉ biết có mình đúng, người khác đều sai. Chúng ta học Phật Pháp, thậm chí làm đến Đại Pháp Sư cũng đều như vậy. Ông ta học Pháp nào thì cho là Pháp ấy tốt. Nếu ông ta tham thiền thì nói là tham thiền tốt. Nào là tham thiền cao như thế nào, nào là trì chú thì giảng là trì chú hay, đó là ngay thân này thành Phật. Đương nhiên chúng ta niệm Phật cũng đó là niệm Phật tốt. Chẳng qua là tôi nói cho các vị biết, trì chú đương nhiên tốt, tham thiền cũng tốt, chúng ta niệm Phật là tốt trong tốt, là tốt nhất. Cầu sanh Tây Phương là dí diệu nhất. Quý vị phải có tính tâm kiên định đó nghe. Có lẽ có người sẽ nghĩ cái lão hòa thượng này tự bán tự khoe, tự khen Pháp của mình hay, tốt. Ông niệm Phật thì đương nhiên phải ca ngợi niệm Phật tốt chứ sao. Kỳ thực niệm Phật không quyết định là tốt đến thế nào, nhưng Đức Phật mà chúng ta niệm chắc chắn là tốt. Nói như thế nào đây, chúng ta niệm là niệm Phật A-di-đà, không phải là niệm chư Phật trong mười phương. Các vị phải nên biết, tuy rằng là Phật Phật đạo đồng với nhau, nhưng trong cái nhân quyền lực của mỗi vị tôn Phật thì khác nhau. Phật A-di-đà phát 48 nguyện lớn, nguyện nào cũng đều vì độ chúng sanh. Cho nên nói, trong mười phương ba đời, tất cả các đức Phật, thì Phật A-di-đà là đứng đầu. Bạn xem, Đức Thế Tôn Thích Ca thuyết kinh A-di-đà, mười phương các đức Phật khác đều cùng tán thán. Khi Phật Thích Ca nói những pháp môn khác, thì các đức Phật có cùng nhau tán thán, ngợi khen hay không? Quý vị đi mà tra tìm trong Đại Tạng Kinh xem có hay là không. Cho nên phải biết những điều này. Sao lại nói pháp môn niệm Phật cao nhất không gì hơn? Vì là pháp thẳng tắc nhất mà. Niệm Phật thành Phật. Chúc mừng quý vị gặp được pháp cao diệu nhất, niệm Phật thành Phật. Lão hòa thượng Thượng Diệu Hạ Liên, người sáng lập ra chùa Linh Nham Sơn Đài Loan. Lão hòa thượng Thượng Diệu Hạ Liên sinh năm 1922 tại Trung Quốc. Mới 9 tuổi đã vào đạo, 20 tuổi nhận giới cụ túc tại chùa Long Sương, núi Bảo Hoa. Lão hòa thượng tiếp nhận sự huấn luyện chính quy tại chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu. Năm 28 tuổi, ngài đóng cửa nhập thất tại Hồng Kông, âm thầm tu được thời gian lâu 20 năm. Trong thời gian đóng cửa tu hành, ngoài việc đọc kinh tạng và niệm Phật ra, đồng thời ngài còn kiên thành tu luyện pháp Bát Chu Tam Muội. Theo lời hòa thượng Thích Thiện Tâm trong niệm Phật thập yếu, Bát Chu có nghĩa là Phật lập. Hành trì môn Tam Muội này có ba quay lực phụ trợ: quay lực của Phật, quay lực của Pháp Tam Muội và quay lực công đức của người tu. Khi thực hành Bát Chu Tam Muội phải lấy 90 ngày là một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, quán tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân đứng trên đỉnh đầu của mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hoặc miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm
thường tưởng Phật không xen hở. Khi công phu thành tựu trong tam muội, hành giả sẽ thấy Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. Bát Chu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật. Ba nghiệp thân, khẩu, ý, hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới tu trì được. Hàng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi được 20 lần, mỗi lần là 90 ngày. Không ngồi, không nằm, đêm ngày chỉ có đi kinh hành và lại Phật không có gián đoạn, thì chứng được niệm Phật tam muội. Năm 1975, Lão Hòa Thượng vì đề xướng bộ sách luận Đại Trí Độ nên đến Đài Loan. Từ đó phát nguyện sáng lập đạo tràng chùa lớn, khiến cho đạo báo Đài Loan chuyển thành nước của Phật, lại còn phát dương truyền bá rộng ra khắp thế giới, biến thế giới này thành nơi quá độ của Phật. Do vậy, vào năm 1986, Ngài sáng lập ra chùa Linh Nham Sơn Đài Loan. Nơi đây trở thành ngôi chùa lớn trong mười phương, bồi dưỡng giáo dục tăng tài và quá độ đại chúng cùng đến tu hành. Lão Hòa Thượng giữ giới thanh tịnh nghiêm ngặt, cẩn thận, trọn đời dốc hết sức vào việc hoằng dương pháp môn tịnh độ, đồng thời nỗ lực nối tiếp kế thừa huệ mạng của tăng già Phật giáo không ngơi nghỉ. Ngày 25 tháng 6 năm 2008, Lão Hòa Thượng an lành thị tịch, hưởng thọ 88 tuổi. Chúng ta tin sâu, đồng thời mong mỏi Lão Hòa Thượng sớm ngày theo nguyện quay trở lại, tiếp dẫn chúng sanh lìa khổ được vui, cùng sanh lên nước sen cực lạc. Chỉ nguyện đại chúng cùng phát tâm Bồ Đề vô thượng, kế thừa và gìn giữ nguyện lực của Lão Hòa Thượng, hóa độ nhân sĩ khắp nơi trong và ngoài Trung Hoa, cùng lên bờ giác, sớm ngày viên thành quả Phật Bồ Đề. Giới thiệu sơ lược về chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan. Chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan do Lão Hòa Thượng Thượng Diệu Hạ Liên trụ trì khai sơn, thành lập vào năm 1986, kế thừa truyền thống tốt đẹp của chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu, Trung Quốc và tông phong của tổ sư Ấn Quang, là đạo tràng Tịnh Tông vô cùng nổi tiếng. Từ khi lập chùa đến nay, mỗi tháng chùa đều tổ chức Phật thất cùng với những pháp hội lớn trong năm, tiếp dẫn chúng sanh lìa khổ được vui cùng thành Phật đạo. Hiện nay chùa Linh Nham Sơn Đài Loan không chỉ là nơi nương tựa của mấy trăm tăng chúng, mà còn là quê nhà tâm linh của các Phật tử trong mười phương. Đại nguyện thứ 49 của Lão Hòa Thượng làm lay động tấm lòng của vô số người, khiến cho các vị hộ pháp và thiện tín nhiều nơi cảm động mà đến hộ trì, đem hạt giống Phật pháp gieo rắc khắp các nơi trên thế giới, đồng thời xây dựng các phân nhánh của đạo tràng tại Canada, Mỹ, Úc và Đài Loan. Lời giáo huấn tha thiết nhẫn nại của Lão Hòa Thượng là lấy niệm Phật giữ giới làm tông chỉ tu hành của Linh Nham. Đến thời điểm này, tinh thần và quyền lực dẫn dắt chỉ đạo của Lão Hòa Thượng, các đạo tràng Linh Nham ở khắp nơi quyết tâm tuyên dương 6 tông chỉ lớn. 1. Xây dựng các ngôi chùa trong mười phương, cảm hóa muôn vàn chúng sanh đến tu tập. 2. Bồi dưỡng những cán bộ trong tăng già, kế tục huệ mạng chánh pháp. 3. Làm hưng thịnh đạo tràng Linh Nham, rộng truyền tông phong của pháp môn tịnh độ. 4. Thiết lập sự nghiệp từ thiện, lợi ích các chúng sanh hữu tình khổ nạn. 5. Độ cho toàn dân niệm Phật, khiến cho đạo báo Đài Loan trở thành nước của Phật. 6. Hóa độ thế giới ta bà, làm cho trở thành tịnh độ ở thế gian. Đặc điểm thực tiễn của chùa Linh Nham và Dược Sơn Đài Loan. Chúng ta nhất thiết đừng bao giờ làm việc ác. Hãy niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và giữ gìn giới luật. Chúng ta chỉ làm những việc tốt có lợi ích. Hãy niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và giữ gìn giới luật. Tất cả những việc mà chúng ta làm phải đúng với lương tâm. Hơn nữa, hãy tìm ra được tính thực tiễn trong từng việc một. Chúng ta chân thành tụng niệm mỗi một câu thánh hiệu A Di Đà Phật thì có thể luôn giữ vững được chánh niệm của mình. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Đức Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ sáu đường, tất cả chúng pháp giới đều tu hạnh Bồ Đề, hết một báo thân này cùng sinh nước cực lạc. Lời khai thị của Lão Hòa Thượng Thượng Diệu Hạ Liên. Ở cõi tịnh độ Tây Phương, bạn sẽ không bị thối lui. Kiếp này cuối cùng đắc thành Phật Đạo, chúng sanh hữu tình trong biển khổ mênh mông chân thành phát nguyện, có cùng một mục tiêu,
đời đời vì chính bản thân mình và vì người khác mà đạt đến quả Bồ Đề. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ Chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa. Địa chỉ cũ 318/119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-993-4238. Website diệupapam.net hoặc dba.tv. Con trai chết, cha không buồn. Trong thời kỳ của Đức Phật, ở Ấn Độ có một đạo sĩ tu ngoại đạo muốn đến núi Linh Thiếu cầu kiến Đức Thế Tôn Thích Ca. Đồng thời có một số vấn đề muốn xin Đức Phật khai mở trí tuệ cho ông ta. Thời đó là thời đại nông nghiệp, vị đạo sĩ này đang đi trên đường, đi ngang qua một mảnh đất ruộng, nhìn thấy có hai cha con đang làm việc trên đó. Người cha làm ở đầu ruộng bên kia, người con trai làm ở đầu ruộng bên này. Ấn Độ là vùng đất có khí hậu nhiệt đới nên rắn độc rất nhiều. Người con trai đang lúc làm việc ở đầu ruộng bên này thì bị rắn độc cắn chết. Vị đạo sĩ này đi ngang qua nhìn thấy bèn nghĩ: anh chàng này bị rắn độc cắn chết ở đầu bên này rồi, bên kia có một ông già, hai người lại đang cùng làm việc. Tại sao người trẻ tuổi này chết rồi mà ông lão phía bên kia không chịu qua xem hay hỏi han sự tình thế nào nhỉ? Ta đi hỏi ông ta vậy. Vị ấy đi đến đầu ruộng bên kia, chỗ ông lão đang làm việc rồi hỏi ông: này ông, các người đang cùng nhau làm việc, anh thanh niên kia là gì của ông vậy? Đó là con trai của tôi. Ôi trời, là con trai của ông hả? Con trai ông đã bị rắn độc cắn chết rồi kìa. Cắn chết thì cắn chết rồi, đã đành là bị cắn chết thì sẽ không thể sống lại được nữa. Ơ, cái ông này, tại sao ngay cả một chút tình cảm cha con cũng chẳng có vậy? Con trai của mình chết rồi cũng không thèm quan tâm, thật là không có lời nào để nói với ông nữa. Nói đoạn, vị đạo sĩ bực tức rời khỏi nơi đó, không muốn nói chuyện với cái người này nữa. Ông lão này bèn gọi to ở đằng sau đạo sĩ: này, anh đi đâu đấy? Tôi muốn đến núi Linh Thứ để xin gặp Đức Phật. Nếu anh muốn đến núi Linh Thứ, nhân tiện nhờ anh khi đi ngang qua cửa nhà tôi, thì bảo giúp với vợ tôi là buổi trưa chỉ cần đem cơm cho một người thôi là đủ rồi. Đừng có mang hai phần cơm làm chi, vì con trai tôi đã chết rồi. Đạo sĩ nghe xong cảm thấy rất băn khoăn bực dọc, gằn giọng nói: đợi chút nữa tôi đi ngang qua cửa nhà ông, tôi muốn đến coi cái bà vợ của nhà ông làm mẹ như thế nào. Đến nhà ông lão rồi, gặp một người đàn bà, vị đạo sĩ liền báo với bà ta: chồng và con trai của bà lúc làm việc ở trên đồng á, con bà đã bị rắn độc cắn chết rồi. Chồng bà bảo bà buổi trưa đem cơm ra đó thì chỉ cần đem một phần cơm cho một người là đủ. Bà ta vừa nghe xong liền đáp một tiếng: ô. Đạo sĩ kia cảm thấy thật là quái lạ, bèn nói tiếp: hả? Đấy là con trai của bà mà, con trai bà chết mất rồi, bị rắn độc cắn chết rồi kìa. Bị rắn độc cắn chết thì cũng đã chết rồi, nếu nó muốn ra đi thì cứ đi thôi, tôi có muốn giữ lại cũng chẳng được. Mà nếu nó có muốn đến rồi thì tôi cũng chẳng thể nào ngăn nó đừng có đến. Đạo sĩ nghĩ bụng: trời ơi, cái bà này cũng không có một chút tình người gì hết. Lúc này có một cô gái trẻ từ trong nhà đi ra. Ông ta nghĩ cô gái trẻ này chắc chắn là con dâu của bà kia, liền báo cho cô biết: cái anh thanh niên mới chết kia có phải là chồng cô không? Đúng vậy. Anh ta bị rắn độc cắn chết rồi. Ô, cắn chết rồi hả? Cắn chết rồi cũng hay, chết rồi thì anh ấy có thể ra đi được rồi. Người tu hành này tự nhủ thầm: cái vùng đất này chính là khu vực giáo hóa của Phật Đà cơ đấy, vì cớ gì mà cả nhà họ đều không có một chút xíu tình người nào cả vậy? Ta càng phải đến núi Linh Thứ hỏi Đức Phật cho ra nhẽ. Đây là thứ đạo lý gì vậy? Đức Phật không chỉ có túc mạng thông, nghĩa là khả năng biết được những việc làm thiện hay ác đã tạo tác trong kiếp trước của người khác, mà còn có tha tâm thông, khả năng biết được suy nghĩ trong lòng của người khác, cho dù người đó chưa thổ lộ với ai. Biết được người này tuy là tu đạo, nhưng cái pháp về tình người vẫn còn chưa nhìn thấu được, không thể nào nói pháp duyên sanh, duyên diệt cho ông ta được. Vì nói như vậy, ông ta sẽ thấy phản cảm. Thế là Đức Phật thuận theo tâm của ông ta mà nói: mấy người đó tại sao lại chẳng có chút tình người? Là cha con, mẹ con, vợ chồng với nhau mà,
thật là không còn lời nào để nói nữa. Nghe Đức Phật nói như vậy, kẻ tu hành kia nghĩ bụng: lời giảng của Đức Phật không sai mà, vẫn là rất có tình người, bọn người kia sao lại vô tình đến thế chứ? Rồi ông ta hỏi tiếp Đức Phật: bọn họ tại sao lại như vậy? Vì họ biết vạn pháp đều là duyên sanh, duyên tụ hội thì sanh, duyên tan rã thì diệt. Cho đến việc ông không muốn nó sanh cũng không được, chẳng mong nó diệt cũng không thể. Lúc này Đức Phật liền giảng pháp nhân duyên, hay còn gọi là pháp thập nhị nhân duyên. Nói một cách ngắn gọn sơ lược thì pháp này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật hiện tượng cho đến luân hồi đều do nhân duyên mà phát khởi. Nhân duyên hội hợp thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt. Sự thật vốn không có cái gì sanh, cái gì diệt cả. Cho ông ta nghe, ông ta mới vỡ lẽ: ồ, thì ra là thế. Sau khi Đức Phật nói về pháp nhân duyên xong, lại giảng tiếp: ông có biết không, đời người vốn như chim cùng rừng, khi hạn lớn đến thì mạnh ai nấy bay đi. Thọ mạng của anh ta hết rồi thì có muốn giữ cũng không giữ được. Mỗi người có nghiệp duyên và nghiệp báo của riêng mình. Pháp duyên khởi, thuyết duyên khởi cũng được gọi là nhân duyên sinh, vì bao gồm 12 thành phần nên cũng có tên khác là thập nhị nhân duyên, là một trong những giáo lý quan trọng nhất của đạo Phật. Thuyết này chỉ rõ mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong một mối liên hệ với nhau. Chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác, làm thành một vòng với 12 yếu tố. Các yếu tố này làm loài hữu tình cứ mãi vướng mắc trong luân hồi, chính là như vậy. Đây không phải như pháp thế gian mong còn có thể cứu giảng được đâu. Vị đạo sĩ này nghe xong thì bỗng nhiên đại ngộ: cùng một pháp thì nói như vậy. Đức Phật trước tiên giảng về pháp nhân tình để an ủi lòng ông ta, sau đó mới nói về pháp duyên sanh, khiến cho ông ta nhìn rõ sự vô tình của duyên sanh duyên diệt trên cái thế gian này. Là vị tu hành ngoại đạo này liền ngồi xuống trước mặt Đức Phật và thọ nhận năm giới cấm, đảnh lễ dưới chân Phật rồi rời đi. Vua Lưu Ly tiêu diệt dòng tộc Thích Ca. Phật pháp nói nhân quả, bất luận là thiện nghiệp ác nghiệp, giả sử trăm ngàn kiếp thì nghiệp tạo tác vẫn không mất. Khi nhân duyên hội đủ thì quả báo vẫn phải tự nhận chịu. Cái quả báo đó hoàn toàn không phải là hôm nay bạn làm thì hôm nay phải nhận. Nhân quả không phải là cùng lúc. Hôm nay làm trồng nhân ác rồi thì ngày mai phải chịu sao? Chưa chắc. Đời sau chịu sao? Hay là đời sau nữa? Hoặc vô lượng kiếp sau? Cũng chưa chắc. Nhưng tóm lại, nhất định một ngày nào đó sẽ gặp phải thôi. Ví dụ của loại nhân quả này có quá nhiều rồi. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện cho mọi người nghe. Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca của chúng ta sinh trong dòng dõi vua chúa ở Ấn Độ. Ấn Độ có 4 giai cấp, cao nhất là Bà La Môn, xếp thứ hai là giai cấp vua chúa Sát Đế Lợi, xếp thứ ba là Phệ Xá, chỉ cho giai cấp sĩ nông công thương thông thường. Giai cấp cuối cùng gọi là Thủ Đà La, tức là nói tầng lớp tiện dân hèn hạ. Đức Thế Tôn Thích Ca thuộc dòng dõi hoàng gia của nước Ca Tỳ La Vệ. Ở gần nước Ca Tỳ La Vệ có một đất nước tên là Kiêu Tác La. Đứng đầu nước đó là vua Ba Tư Nặc. Ông ta muốn tìm người con gái nào thuộc dòng dõi vua chúa Môn Đăng Hộ Đối để cưới, bèn tìm đến tộc Thích Ca, muốn cùng họ tính chuyện cưới hỏi. Lúc đó, Đức Thế Tôn Thích Ca đã xuất gia rồi. Ngài đang sống một cuộc sống bình yên, tĩnh lặng. Tuy rằng vua Ba Tư Nặc cũng là hoàng tộc, nhưng người của tộc Thích Ca cứ cho rằng bản thân họ mới là tôn quý nhất, nên vẫn không chịu bàn chuyện hôn nhân với ông ta. Thế nhưng họ lại sợ thế lực lớn của vua Ba Tư Nặc, nếu từ chối thì lại không ổn. Thế là họ bèn đem một nô tỳ trong hoàng gia ra giả mạo làm công chúa để hứa gả cho vua Ba Tư Nặc. Nàng nô tỳ đó tuy là hạng người thấp hèn nhưng có dung mạo vô cùng xinh đẹp, xem ra còn có dáng vẻ ôn hòa lương thiện, có phước báo. Đây chính là phu nhân Mạc Lợi.
Sau này bà sinh ra thái tử Lưu Ly. Vị thái tử này sau khi lớn lên, không những là xoán ngôi vua cha mà còn tiêu diệt luôn cả dòng tộc Thích Ca. Lúc này Đức Phật tuy là muốn cứu giảng, nhưng nhân quả nghiệp báo quá nặng, nhất thời cứu không nổi. Tại sao vua Lưu Ly muốn diệt dòng tộc Thích Ca? Việc này có nhân gần và nhân xa. Nhân gần là lúc thái tử Lưu Ly còn nhỏ, có một lần đi đến nước Ca Tỳ La Vệ để học kỹ thuật bắn cung. Vừa lúc gặp giảng đường mới xây của Đức Phật sắp khánh thành, thái tử cũng đến dạo chơi. Người của tộc Thích Ca cho rằng nếu con cái do từng lớp nô lệ sinh ra mà đi vào giảng đường thì sẽ khiến cho nơi đất thánh bị ô uế bẩn thỉu, bèn ra lệnh phải đưa thái tử về nhà. Hơn nữa, bất cứ nơi nào có dấu chân của thái tử bước đến thì tất cả phải đào lên 7 thước, thay lại đất sạch cát. Thái tử Lưu Ly phải hứng chịu kiểu bị làm nhục này, liền phẫn uất hận thù mà phát lời thề độc rằng: để đến khi nào ta lên làm vua, nhất định sẽ tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Còn nhân xa là như thế nào nữa? Trong quá khứ vô lượng kiếp về trước, có một cái thôn trang. Trong thôn trang có một cái ao lớn. Vào năm bị đại hạn, nước trong ao do khô hạn mà sắp sửa bị cạn kiệt hết rồi. Cá ở trong ao từng con một lộ ra khỏi mặt nước. Người trong thôn trang bắt cá về ăn rất dễ dàng. Lúc đó lại đúng vào năm bị nạn đói, còn người ngay đến cả cỏ cũng đã ăn. Vậy thì có cá sao lại không ăn chứ? Trong đó có một con cá to đặc biệt. Người trong thôn bắt nó lên rồi đem để ở bên cạnh ao. Người đến xem nó rất đông. Khi đó Đức Thích Tôn là một đứa trẻ trong thôn. Lúc ấy cậu bé cũng cầm trong tay một cây gậy. Nhìn thấy con cá đó to như vậy, không ngăn được tính nghịch ngợm, bèn đập lên đầu nó 3 cái. Con nít chơi đùa vui mà. Sau đó người của thôn trang làm thịt con cá bự này ăn, gieo trồng cái nhân ác này. Ngày nay nghiệp quả đã thành, quả báo đến rồi. Phật Thích Ca bị đau đầu 3 ngày, còn người của thôn trang này nay chuyển sinh là dòng tộc Thích Ca. Con cá to kia đầu thai chuyển kiếp thành thái tử con vua Ba Tư Nặc, sau đó là vua Lưu Ly. Vua Lưu Ly do bởi kiếp xưa bị người ta tàn sát, nấu nướng để ăn, đã dấy lên cái nhân sân hận sâu xa. Lại có cái nhân gần là bị tộc Thích Ca làm nhục, cho nên ông ta liền tiêu diệt cái dòng tộc Thích Ca. Đây là nhân quả, tuyệt đối chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Lúc đó Phật Đà đã thành đạo rồi, nước Ca Tỳ La Vệ là tổ quốc của Ngài, tộc Thích Ca là gia tộc của Ngài. Ngài có muốn cứu họ không? Đương nhiên là muốn cứu, nhưng không cách nào cứu nổi, vì nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà. Cho nên tất cả pháp đều là nhân duyên sinh, nhân quả khống chế tất cả. Đây chẳng phải việc có thể dùng sức thần thông mà có thể cứu được, chắc chắn phải dùng công đức hòa giải mới được. Nếu như kiếp trước người trong thôn trang ấy có thể ăn chay thì sao có thể cảm ra cái quả báo ác này? Cho nên hy vọng mọi người ai không ăn chay thì phải thay đổi, đừng có tiếp tục tạo cái nhân ác này nữa. Nếu không sau này lúc bị chịu khổ thì có kêu trời than đất đến thế nào cũng vô ích mà thôi. Mục Liên cứu mẹ. Tại sao lại có thắng hội Vu Lan Bồn? Nguyên do là muốn nói đến câu chuyện tôn giả Mục Liên cứu mẹ. Tôn giả Mục Liên sinh ra trong một gia đình rất giàu có ở Ấn Độ, nhưng mẹ của ngài là một kẻ giàu có mà bất nhân, một chút tâm từ ái cũng không hề có. Tài sản trong nhà bà ta cất giữ rất chặt chẽ, không đành lòng bố thí đi. Số tiền lớn bà ta không chịu bỏ ra đã đành, mà số tiền nhỏ cũng không nỡ buông xả. Nếu có đồ đạc gì dư dật cũng cứ để đó, lâu không dùng đến sẽ bị hư hỏng. Nhưng bà ta thà rằng để cho bị hư hại, chứ cũng nhất quyết không chịu bố thí cho người khác. Bạn mà đến nhà bà ta khất thực thì coi chừng bị bà ấy lấy chổi chà quét bạn đi luôn. Lúc bình thường không bố thí thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng đến năm nào bị nạn đói kém, bà ta còn đem cất giấu kỹ càng tất cả gạo và ngũ cốc, thấy chết cũng không cứu. Một con người tham lam keo kiệt đến mức ấy, đâu có chuyện không bị chiêu cảm ác báo nặng nề chứ. Cho nên bà ta vừa chết thì liền bị đọa vào cảnh quỷ đói. Hình dạng của quỷ đói như thế nào? Cái bụng thì lớn như biển,
nhưng cổ họng thì lại nhỏ xíu giống như cây kim, nếu có đồ ăn cho vào cũng không thể nào no được. Có điều là trong đường quỷ đói, quỷ dù có cổ họng to cũng sẽ không có đồ ăn nào vào được, vì ác nghiệp chiêu cảm mà. Đồ ăn đến trong tay, trong miệng rồi thì lập tức hóa thành ngọn lửa cháy. Quả báo của quỷ đói gọi là trăm ngàn năm không được nghe đến tên của tương và nước, nghĩa là chúng sanh bị đọa trong cảnh quỷ đói do nghiệp lực chiêu cảm mà đói khát khốn khổ, không được ăn uống, ngay cả tên của món ăn hay nước uống cũng không được nghe đến, huống chi là được nhìn thấy. Giả dụ nếu có nhìn thấy nước sạch thì cũng bị biến thành máu đặc và vô vàn những sự khổ khác không nói hết. Tôn giả Mục Liên trước khi nghe được Phật Pháp, ngài là một ngoại đạo, sau đó theo Đức Phật xuất gia tu hành, chứng đắc quả A-la-hán. Ngài là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, còn được gọi là thần thông bậc nhất. Sau khi ngài xuất gia, biết được mẹ mình lúc sống giàu mà bất nhân, sau khi chết chắc chắn bị đọa lạc, nhưng ngài chưa thành đạo, đạo nhãn chưa khai mở, nên không biết mẹ bị đọa vào nơi nào. Đợi đến khi ngài chứng đạo quả, liền dùng thiên nhãn quan sát khắp thế gian, thì nhìn thấy mẹ mình đang bị đọa trong đường quỷ đói, phải chịu sự đau khổ của đói khát, bị lửa thiêu đốt cổ họng. Mục Liên nhìn thấy mẹ mình phải chịu khổ như vậy, liền cầm một bát thức ăn, vận dụng thần thông đi tới cảnh quỷ đói, muốn đút thức ăn cho mẹ dùng. Sau khi ngài đến cảnh ngạ quỷ, đương nhiên những con quỷ đói khác ở đó cũng rất nhiều. Bát cơm này vừa truyền đến tay mẹ ngài, bà ta sợ những con quỷ bên cạnh cướp giật đồ ăn của mình, nên tay trái thì đưa ra lấy bát, tay phải liền che đậy phần trên mặt bát cơm. Thật là tính tham lam bủn xỉn đang thấm sâu vào máu. Đến lúc này vẫn không có một chút tâm thương xót, đồng cảm với người khác. Nhưng khi tay trái của bà vừa nhận chiếc bát, tay phải che đậy bát cơm, thì cơm đó bỗng biến thành ngọn lửa cháy lớn. Đây gọi là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Lúc đó nếu bà ta phát được một chút tâm hối cải, biết được cái khổ đói khát của quỷ đói, thì khi nhận được bát cơm này, bà ta nên sang bớt một chút cho người ta ăn. Nếu có cái tâm thí xả này, không chừng cái bát cơm đó sẽ không bị biến thành ngọn lửa đỏ. Tôn giả vì cứu mẹ mà đến, không ngờ bát cơm ấy là biến thành một ngọn lửa, không thể giải thoát cảnh khổ cho mẹ. Lòng ngài thật là lo lắng như lửa đốt. Ngài khóc to thành tiếng, vội vàng chạy về đến kỳ viên của ông Cấp Cô Độc tìm Đức Phật, cầu xin Phật Đà chỉ dạy cho ngài phải làm sao thì mới có thể cứu vớt được người mẹ. Phật Đà bảo với ngài, cái loại ác nghiệp, tội căn tham lam bủn xỉn của mẹ ngươi đã kết rất sâu. Việc này chẳng phải có thể dùng đạo lực thần thông của một mình ngươi mà có thể cứu vớt được đâu. Mục Liên hỏi, vậy thì phải làm thế nào ạ? Đức Phật an ủi ngài, nhất định phải nhờ vào sức của chúng tăng mới có thể độ thoát mẹ của ngươi. Đạo lực của đại chúng trong tăng đoàn kết hợp vào với nhau giống như nước trong biển lớn vậy, lửa nào mà chẳng thể dập tắt được, ngay cả lửa của núi lớn cũng có thể dập tắt được. Ngươi nên đợi đến ngày rằm tháng 7 viên mãn kiết hạ, ngày mà chúng tăng tự sám hối, hãy đem 100 món ăn ngon được chế biến tinh xảo đựng trong bồn mà đến cúng Phật và cúng dường chư tăng, sẽ đạt được công đức vô lượng, liền có thể tiêu trừ tội tham lam keo kiệt của mẹ ngươi. Như vậy thì chẳng những cha mẹ đời này mà cha mẹ trong 7 đời quá khứ cũng đều được độ thoát. Đây chính là nguồn gốc ra đời của lễ hội Vu Lan Bồn. Vu Lan là từ trong tiếng Ấn Độ, còn trong tiếng Trung Quốc chính là treo lộn ngược, giống như con người ở trong địa ngục phải hứng chịu hình phạt đau khổ là chân bị buộc ngược lên, đầu bị lộn xuống đất. Bồn là vật dùng để cứu hộ, vì vậy Vu Lan Bồn chính là ý nghĩa cứu cái nạn bị treo lộn ngược, giải cứu khỏi đau đớn, thống khổ vậy. Phải hứng chịu hình phạt hỏa đồ, nghĩa là con đường lửa ở địa ngục. Đây là địa ngục nóng. Còn trong địa ngục hàn băng đều là băng lạnh buốt. Địa ngục nhiệt nóng tình trạng như thế nào? Ví như ném một tảng đá to khổng lồ
kích cỡ khoảng 40 cây số vuông từ trên trời đao lời xuống, vừa rơi vào hố lửa của địa ngục này thì sẽ bị chảy thành nước ngay chỉ trong một phút. Bạn xem, sức lửa nhiệt ở đây nóng đến như thế nào? Lửa này e rằng không chỉ có ngàn độ mà là nóng đến 10.000 độ luôn rồi. Địa ngục hàn băng thì lại như thế nào đây? Đó không phải là lạnh âm mấy chục độ, mấy trăm độ, mà là lạnh âm 10.000 độ. Bất kỳ cái gì vừa xuống đến đó đều bị đóng băng hết. Một người mà đến địa ngục hàn băng rồi thì không những da thịt sẽ đóng băng cứng đến nỗi nứt vỡ hết ra, mà ngay cả xương sẩu cũng đóng băng lạnh đến nỗi tất cả đều vỡ tét ra. Cái sự đau đớn, thống khổ đó không thể nào chịu nổi đâu. Mọi người hãy nghĩ mà xem, mẹ của Mục Liên nếu không có người con trai như ngài xuất gia, hoặc là xuất gia rồi nhưng chưa chứng đạo quả, thì cái sự khổ cùng cực bị đọa trong đường quỷ đói của bà ta có cứu được không? Chắc chắn cứu không được. Người thế tục tận hiếu là chỉ phụng dưỡng cái thân của cha mẹ thôi, dâng một chút trà, một ít cơm, khi nào có bệnh đau thì chăm sóc cho cha mẹ. Đây có phải là con có hiếu không? Đương nhiên như thế cũng có thể tính là con có hiếu, nhưng cái hiếu thảo đó không triệt để. Có câu rằng cha mẹ rời khỏi trần gian ô uế thì cái hiếu của người làm con mới gọi là thành tựu. Tôn giả Mục Liên có thể cứu mẹ mình ra khỏi con đường quỷ đói, đây mới là cái hiếu đúng đắn. Duy chỉ có việc xuất gia mới có được sức mạnh này thôi đấy. Nếu bản thân bạn vẫn đang ở trong nghiệp chướng ô trọc nhập nhằng thì bạn làm sao mà độ thoát cha mẹ được? Bởi vì cái nhân duyên tôn giả Mục Liên cứu mẹ này mà phát khởi lên lễ hội Vu Lan Bồn. Trong kinh Vu Lan Bồn giảng, làm pháp hội này sẽ có thể độ cha mẹ trong 7 đời quá khứ. Cho nên mãi đến ngày nay cho đến sau này, phàm là một ngày nào còn có Phật Pháp tồn tại, thì những người đệ tử Phật đều sẽ làm công đức cúng trai tăng vào cái ngày rằm tháng 7 chư Phật hoan hỷ này, để độ thoát cha mẹ trong 7 đời của mình. Có điều, đấy chỉ là độ cho cha mẹ trong 7 đời quá khứ mà thôi. Nếu chúng ta mà niệm Phật thành tựu được rồi, sanh đến Tây Phương thành Phật Đạo, thì không những có thể độ thoát cho cha mẹ mình trong nhiều đời nhiều kiếp, mà còn độ được cha mẹ của vô lượng chúng sanh nữa. Cho nên mọi người cố gắng tinh tấn niệm Phật lên nhé. Cao Tăng cũng có bệnh khổ. Chùa chúng ta có một vị Phật tử, trong nhà có một cô con gái bị đau đầu kinh niên. Cái lúc nào bị đau đầu là muốn nhảy lầu tự sát, bởi vì sự đau đớn ấy thực sự quá khủng khiếp, khiến cô ta chịu không thấu. Không chỉ là phàm phu có bệnh đau đầu thống khổ đến mức chịu không nổi, mà ngay cả đến vị Cao Tăng đại đức, đạo đức và học vấn sáng ngời ngời, chỉ cần nghiệp báo vừa hiện tiền thì cũng phải chịu sự thống khổ khó có thể chịu đựng nổi giống như vậy. Trong truyện về Đại sư Huyền Trang có đưa ra một thí dụ. Trước khi Đại sư Huyền Trang đến Ấn Độ, gặp được luận sư Giới Hiền. Luận sư là danh từ chỉ những vị tỳ kheo chuyên nghiên cứu luận tạng, sau này thường dùng để chỉ những vị cao tăng với những bài luận giảng có đóng góp lớn cho sự phát triển tư tưởng của Phật giáo. Thì luận sư Giới Hiền bị bệnh nặng đầy người. Lúc phát bệnh thì toàn thân giống như bị kim chích lửa đốt vậy. Thật là quá đau đớn, không cách nào chịu đựng được. Tuy rằng biết rõ tự sát cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng ngài đau đớn đến nỗi không còn cách nào chịu đựng nổi, cứ muốn dùng cái chết để mong giải thoát. Trong lúc ngài đang đau đớn đến độ muốn tự sát cầu được chết, đêm hôm đó bỗng mơ thấy ba vị Bồ Tát. Người có thân sắc vàng là Bồ Tát Văn Thù, vị có ánh sáng lưu ly là Bồ Tát Quán Thế Âm, vị có sắc sáng bạc là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Văn Thù nói với ngài: Luận sư Giới Hiện, ông ngàn vạn lần không được tự sát. 3 năm sau, ở nước Đại Đường sẽ có một người xuất gia đến đây để học đại pháp với ông, sau đó sẽ đem Phật pháp Hoằng Dương đến Đại Đường. Vì Phật pháp bây giờ ông bắt buộc phải nhẫn chịu sự đau đớn. Do nhiều đời trong quá khứ ông đều làm quốc dương, vì tham ăn thịt chúng sanh, những sinh mạng bị ông hãm hại quá nhiều rồi. Hại mạng thì phải đền mạng. Nhưng do công lực tu hành của ông và công đức chuyển bánh xe pháp to lớn, nên đã được chuyển thành nghiệp nặng mà nhận quả báo nhẹ.
Bây giờ ông nên chí tâm sám hối tội lỗi, nghiệp chướng của chính mình, cố gắng tiếp nối huệ mạng của Phật. Tội nghiệp của ông tự nhiên sẽ được tiêu trừ. 3 năm sau, Đại sư Huyền Trang quả thật đến Ấn Độ cầu pháp với luận sư Giới Hiền. Luận sư Giới Hiền ra lệnh cho đệ tử kể với Đại sư Huyền Trang bao nhiêu nỗi thống khổ khi chịu bệnh tật của ông, cùng với chuyện Bồ Tát báo mộng cho biết. Các đệ tử vừa khóc vừa thuật lại. Những vị tăng ngồi ở đó sau khi nghe xong đều thở dài cảm thán nhân quả thật là không sai một mảy may. Đại sư Huyền Trang thì vui buồn lẫn lộn, càng hạ quyết tâm phải dốc hết sức mà học Phật Pháp. Bạn xem, luận sư Giới Hiền do trong đời quá khứ tham ăn thịt chúng sanh, ngày nay ác nghiệp chín mùi mà phải chịu quả báo. Quý vị học Phật chính là phải cầu thoát khổ được vui mà. Với tư cách là đệ tử Phật mà bạn còn tạo nhân ác thì sao có thể thoát khổ được vui? Cho nên quý vị nhất định phải hạn chế sát sanh và ăn chay. Đừng có nói làm vậy là từ bi đối với máu thịt của những sinh linh kia, mà thực ra là từ bi đối với chính bản thân mình, để trong tương lai không bị chịu quả báo kiếp nạn đau binh, cũng không phải chịu cái khổ đau của bệnh tật. Lão Hòa Thượng tôi hy vọng quý vị hiểu rõ nhân quả, biết sợ nhân quả, thay đổi thói quen ăn cá ăn thịt. Đừng có giữ cái gan lớn như ông trời, phạm giới rồi mà vẫn không sợ. Đến khi nghiệp báo hiện tiền thì bạn chịu không thấu đâu. Mọi người nghĩ mà xem, bạn đấm tôi một cái, tôi liền đá bạn một phát. Con người chính là như vậy mà. Còn những con vật kia, bạn không những giết nó mà còn ăn thịt nó, uống máu nó, gặm xương nó. Cái mối thù sâu quán lớn này, khi nhân duyên hội đủ, bạn bảo nó có tha cho bạn hay không? Đến lúc đó, bạn có quỳ xuống kêu gào, gọi tên cha của nó cũng sẽ không tha cho bạn đâu. Hy vọng mọi người tốt nhất là nên đổi miệng sang ăn chay đi, để tránh khỏi tương lai khi phải đền trả món nợ mạng thì có khóc lóc gian sinh cũng chẳng ích gì. Bạn ưa ăn thịt, bây giờ bạn ăn đến mức độ rất có mùi vị, đến khi trả nợ phải chịu quả báo khổ đau thì đừng có mà oán trời trách người. Nên biết sát sanh là món nợ sinh mạng, là gặp phải quả báo hiện đời bị chết yểu, thân thể nhiều bệnh cùng rất nhiều những quả báo khác. Quả báo sau này là đọa vào 3 đường ác. Xin khuyên mọi người nên hạn chế sát sanh để khỏi phải chịu các quả khổ.